Xin chào các bạn, hôm nay xin giới thiệu những bộ phim hay của Cóc Gia Thành đáng xem nhất trong năm vừa qua. Cóc Gia Thành sinh ngày 10 tháng 6 năm 1992, hiện là diễn viên ca sĩ Trung Quốc, sở hữu chiều cao 1m78, tốt nghiệp Đại học Thể thao Thành Đô. Cóc Gia Thành đã đóng được 5 bộ phim từ năm 2016 cho đến nay, nhận được nhiều thiện cảm và sự yêu mến của đông đảo khán giả. Năm 2020, Cóc Gia Thành ra mắt bộ phim cổ trang lịch sử lãng mạn Cẩm Tú Nam Ca cùng với nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt vời Lý Thắm. Phim kể về chàng trai Hân Dương cùng cô gái thông minh thực hiện những cải cách mới chống lại các vị công thần hẹp hòi ham muốn danh lợi. Bộ phim được nhiều khán giả quan tâm với một câu chuyện tình lãng mạn nảy sinh trong cuộc đấu tranh quyền lực vì nền dân chủ chân chính. Năm 2019, Cóc Gia Thành đóng bộ phim thể thao Thanh Xuân Vườn Trường chinh phục Thanh Xuân cùng với diễn viên Thái Nghiên Địch. Bộ phim kể về bốn chàng trai nỗ lực phấn đấu để vượt dậy môn thể thao nhảy cầu của trường học đang trên bờ vực tan giã do thiếu thành tích. Bộ phim được nhiều bạn trẻ yêu thích với những diễn biến tích cực trong hoạt động bộ môn nhảy cầu vốn khá quen thuộc trong bơi lội. Năm 2018, Cóc Gia Thành đóng bộ phim cổ trang võ hiệp kỳ tình Đấu Phá Thương Khung cùng với các diễn viên tài năng Lý Thắm và Ngô Lỗi. Bộ phim kể về chàng trai nỗ lực phấn đấu vượt qua lời nguyền gia tộc để vươn lên đỉnh cao võ học và được nhiều người khâm phục. Bộ phim hấp dẫn với những màn đối đầu đỉnh cao võ hiệp mãn nhãn cùng một câu chuyện tình yêu lãng mạn từ nhỏ đến khi trưởng thành. Năm 2018, Cóc Gia Thành đóng bộ phim cổ trang hài hước Hoa Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi cùng với các diễn viên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư. Bộ phim kể về cô gái tình cờ xuyên thông đến thế giới cổ xưa và vướng vào tình cảm với vị hoàng đế đương triều cùng một tổ chức thần bí. Bộ phim được nhiều người yêu thích với câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng cùng những cuộc đấu tranh ly kỳ bảo vệ thanh bình cho triều đình. Hy vọng mọi người sẽ có dịp được xem các bộ phim thanh xuân lạc quan của nam diễn viên trẻ đang được nhiều người yêu thích Cóc Gia Thành. Sau cùng, hẹn gặp lại các bạn vào những dịp khác. Xin cảm ơn và thân ái chào tạm biệt.